14 hộ dân với 56 nhân khẩu sống dưới chân đèo Phú Gia, xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế đã được di dời khẩn cấp do mưa lớn cục bộ khiến khu vực này dễ xảy ra lũ quét, sạt lở. Tối 26 tháng 12, ông Đặng Văn Hòa, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết thông tin trên. Theo đó, vào ngày 26 tháng 12 ở tỉnh Thừa Thiên Huế xảy ra mưa lớn, nhiều nơi mưa rất lớn cục bộ. Đặc biệt ở khu vực chân đèo Phú Gia xuất hiện hiện tượng trượt lở đất từ đỉnh xuống phía bắc chân đèo. Một số nơi ở khu vực này còn xuất hiện lũ khiến giao thông bị chia cắt tạm thời. Trước nguy cơ trên, Ủy ban Nhân dân huyện Phú Lộc đã tiến hành di dời khẩn cấp 14 hộ dân với 56 nhân khẩu sống dưới chân đèo đến nơi an toàn. Ông Hòa còn cho biết do mưa lớn nên nhiều nơi trên địa bàn cũng bị ngập cục bộ. Theo dự báo, trong những ngày tới mưa lớn sẽ tiếp tục diễn ra ở Huế và giảm dần vào những ngày cuối năm. Thank you.